Nếu như vào trong thành phố biển Nha Trang, quý vị không muốn ở phía bên ngoài mà muốn ở trong khu đô thị, thì khu đô thị Vĩnh Điểm Trung ở phía tây bắc của thành phố Nha Trang là sự lựa chọn không thể thiếu. Rất đông dân cư về đây, đặc biệt là tỷ lệ đô thị hóa lên đến 90%. Xung quanh thì đầy đủ những cái tiện ích từ bệnh viện, trường học, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, những cái siêu thị lớn như là Lotte, Go, Bixi, đầy đủ hết quý vị ạ. Ngày hôm nay Tân Vân giới thiệu tới quý vị một lô đất 2 mặt tiền đường, 300m đất ở nông thôn, khu 100% đất ở nhé. 2 mặt tiền đường, giá thời điểm này gia chủ đang giao bán là 56,7 triệu trên 1m2. Nếu như quý vị mua những cái nền đất ở một số những cái khu đô thị khác thì giá sẽ lên đến 65 triệu cho đến 75 triệu trên 1m2. Với lô đất này thì tại thời điểm này giá chỉ có 56,7 triệu thôi, tức là 17 tỷ cho một lô đất 300m2 đất ở này. Đặc biệt là hai mặt tiền, lô đất rất đẹp với cái thế vuông vắn. Ở đây thì quý vị xây được 4 tầng một tung. Và cụ thể về quy hoạch xây dựng, Thanh Vân sẽ hỗ trợ cùng với quý vị để kiểm tra rõ ràng, đầy đủ trước khi mà ký hợp đồng đặt cọc. Hiện tại thì vẫn đang bằng hợp đồng mua bán. Khi mà xây nhà lên thì sẽ được cấp sổ hồng tới cho khách hàng. Và chủ đầu tư là VCN, cho nên là quý vị yên tâm ạ. Nếu như vào trong thành phố biển Nha Trang thì nói đến chủ đầu tư VCN là quá nổi tiếng rồi, là chủ đầu tư uy tín gần như là số 1, số 2 ở trên thị trường đó. Cho nên là với 300m đất ở nông thôn này, 17 tỷ gửi tặng tới cho quý vị, Tân Vân sẽ hỗ trợ về tư vấn thiết kế xây dựng, đặc biệt là kiểm tra quyền và trên cái bản hợp đồng mua bán pháp lý rõ ràng đầy đủ. Quý vị cần thông tin nào thì vui lòng kết nối Vân để Vân hỗ trợ trực tiếp nhé. Cảm ơn quý vị.